Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Năn Rừng và Đô Thị. Thì như các bạn cũng biết đấy, là cái hạt đậu lành ấy, là trong hạt đậu lành ấy là nó chứa rất là nhiều cái vitamin khoáng chất lytơ hay còn gọi là đạm ấy. Thì cái khoáng chất đạm ấy thì nó rất là cần thiết cho cây trồng đấy, chăm sóc cho cây lan hoặc cây cảnh hoặc là cây rau màu thì rất là tốt. Và đặc biệt là cây rau màu, ví dụ các bạn là trồng trồng cái rau ấy ở trong nhà để phục vụ gia đình ăn ấy, thì sử dụng cái phân bón làm từ hạt đậu lành rất là tốt. Thế nhưng mà có một cái vấn đề như này, thì chắc là các bạn là cũng làm theo rất là nhiều cách để làm phân bón từ hạt đậu lành. Thế nhưng mà có một vấn đề là khi mình ngâm ủ cái hạt đậu lành ấy một thời gian ấy, sau một thời gian thôi là nó sẽ sinh ra cái mùi hôi thối rất là khó chịu. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là một cách làm GE từ hạt đậu lành đấy, ngâm với bia. Thì cái GE của mình ấy thì khi các bạn ngâm ủ ấy thì nó sẽ không bao giờ sinh ra mùi hôi thối mà có mùi chua chua thơm thơm rất là dễ chịu. Với cách làm phân bón từ hạt đậu lành ấy thì rất là nhiều cách, nhưng mà duy nhất là cái cách của mình ấy là đảm bảo với các bạn 100% là đậu lành, là cái phân bón từ hạt đậu lành ấy nó sẽ không bị hôi. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình ấy là sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn, thì các bạn lưu ý cho mình là phải làm chi tiết cụ thể. Đấy, làm theo đúng như những gì mình hướng dẫn đấy, không được cắt xén bớt một cái công đoạn nào cả đấy. Còn các bạn làm không đúng cách của mình ấy thì sai một ly đi một dặm thì đảm bảo với các bạn là cái GE của các bạn là nó sẽ hôi đấy. Rồi thì sau đây mà các bạn là cùng theo mình cái cách làm cái GE đậu lành như nào nhé các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn đi ra chợ và mua cho mình là 400g hạt đậu lành khô. Sau đó là mình cho 400g hạt đậu lành này vào ngâm cùng với nước, cho hạt đậu lành này nó ngậm nó nước và nó lở ra. Sau khi ngâm cùng với nước thì lúc này hạt đậu lành đã ngậm nước và lở căng. Thì từ 400g hạt đậu lành khô thì lúc này ấy là khối lượng của hạt đậu lành bây giờ là lên tới 800g đến 1kg. Sau đó là ta rửa lại hạt đậu lành qua nước sạch một lần nước, và sau đó là mình bắc lên bếp. Thì bắc lên bếp thì các bạn đun cho mình ấy là tính từ khi bắt đầu là nước sôi. Đấy, bắt đầu là nước sôi mạnh ấy là linh cho mình là từ 5 phút đến 10 phút. Sau đây là bước tiếp theo, thì bước này mới là quan trọng này. Bước này thì mới quyết định là cái hạt đậu lành của mình khi ngâm GE thì nó sẽ không bao giờ bị hôi. Thì sau khi mà linh sôi từ 5 đến 10 phút thì ta đổ hạt đậu lành ra một cái rổ hoặc cái giá nào đó. Đấy, sau đó là mình rửa lại bằng nước sạch một lần nữa. Sau khi đã rửa sạch và để ráo nước thì tiếp tục là mình lại tiếp tục ngâm hạt đậu lành một lần nữa. Thì các bạn sử dụng cho mình là nước sạch nhé. Và mình đổ hạt đậu lành này vào ngâm cùng với nước. Thì các bạn ngâm cho mình là từ 3 tiếng đến 6 tiếng. Thì trong cái khoảng thời gian từ 3 tiếng 6 tiếng thì các bạn kiểm tra cho mình liên tục là các bạn vớt những hạt đậu lành lên và ngửi. Thì khi nào mà ngửi thấy cái hạt đậu lành ấy nó có mùi chua chua nhẹ nhẹ là lúc đó là đã thành công. Khi hạt đậu lành mà có mùi chua chua nhẹ nhẹ như vậy ấy, thì đồng nghĩa với việc là hạt đậu lành của mình đã lên men. Thì sau khi đã có mùi chua nhẹ nhẹ rồi thì các bạn đổ hạt đậu lành này ra một chiếc rổ, chiếc giá. Sau đó là mình cũng rửa lại một lần nước sạch. Sau khi mình đã rửa xong thì các bạn để cho là hạt đậu lành của mình là ráo nước, nó khô ráo nước đi. Sau đó là mình đem đi ngâm ủ thôi. Bước tiếp theo là các bạn chuẩn bị cho mình một cái bình nhựa. Thì ở đây mình đang sử dụng là cái bình nhựa, đó là cái can dầu ăn mà đã sử dụng hết, rửa sạch đi. Sau đó là mình cho hạt đậu lành đã khô ráo nước vào trong cái can dầu này. Với trọng lượng mà hạt đậu lành là bây giờ là từ 800g đến 1kg thì mình sẽ sử dụng là 3 lít bia. Đấy, mình đổ vào và mình ngâm. Thì các bạn sử dụng cho mình là cái loại bia nào nó rẻ tiền thôi, càng rẻ tiền thì càng tốt.
Sau khi đã đổ 3 lít bia vào và sau đó là mình ngâm ủ 30 ngày. Đấy, mình đậy nút kín vào và mình ngâm ủ 30 ngày. Thì với cách làm mà đậu lành mà ngâm với bia này ấy, thì các bạn không cần phải bảo quản nhiều. Đấy, các bạn để khi các bạn đổ bia vào xong ấy, các bạn để trực tiếp vào trên vườn cho mưa nắng soi vào thoải mái. Sau đó là mình ngâm ủ đủ 30 ngày. Thì sau 30 ngày là các bạn có thể lấy sản phẩm gáy đậu lành này để tưới cho cái cây cảnh hoặc cây phong lan hoặc là cây rau để mình phục vụ cho gia đình nhà mình. Sau đây là công thức để pha tưới gỏi đậu lành này, thì các bạn chỉ cần sử dụng cho mình là từ 3 cc đến 5 cc, mình pha với 1 lít nước, sau đó là mình tưới thôi.